Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng nhau lắng nghe và suy niệm lời Chúa trong ngày Chúa Nhật tuần thứ 27 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông rào dậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nệ con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quắt nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho. Để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, Đức Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Đó là lời Chúa. Tá điền cùng vườn nho dồi dào của Chúa. Bà và anh chị em rất thân mến, có lẽ trong bối cảnh nông nghiệp, hình ảnh ruộng vườn đã trở nên khá là quen thuộc với người nông dân. Trước đây chúng ta có ruộng lúa, vườn rau, ao cá, và sau này là những vườn trái cây, những vườn cà phê hay những đồi chè. Vì đó là những hình ảnh rất quen thuộc với người dân Việt. Còn thời Chúa Giêsu, ngoài đời sống chăn thả với hình ảnh mục tử và đàn chiên, thì vườn nho cùng các tá điền cũng rất là quen thuộc. Hình ảnh vườn nho quen thuộc cũng đã được đề cập trong các bài đọc ngày hôm nay. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah đã thuật lại tình trạng vườn nho qua một bài ca. Một bài ca về vườn nho trên sườn đồi màu mỡ, đã được cày cuốc, dọn dẹp và canh giữ. Vườn nho đó đã được chăm sóc mọi bề, không thiếu thốn điều chi. Thế mà, tại sao vườn nho đó lại trở nên hoang tàn, không người bảo vệ? Nó dường như trở về tình trạng hoang sơ, tình trạng gai góc, cỏ dại tùm và khô cằn không hạt mưa. Nó đã không còn được chăm sóc nữa. Và đó cũng chính là tình trạng của nhà Israel khi lạc xa đường lối của Thiên Chúa. Một vườn nho thiếu vắng chủ vườn. Hình ảnh vườn nho cũng được Chúa Giêsu nhắc đến trong bài tin mừng. Một vườn nho với sự hiền diện của chủ vườn cũng chẳng thiếu thốn gì. Vườn nho có rào bảo vệ, có nơi thu hoạch, và có cả tháp canh. Nhưng điểm mà chúng ta quan tâm ở đây không phải chính là vườn nho, mà là những tá điền. Những người này đã hưởng lợi từ vườn nho, nhưng thay vì dâng hoa lợi, thì họ lại phản bội. Họ nhầm tưởng họ là chủ vườn nho thật sự.
Thế là họ đánh đập, họ giết chết cũng như ném đá những sứ giả của chủ vườn. Tệ hơn nữa, họ giết luôn người con thừa tự, người con một của chủ vườn. Là những hành động này đã phần nào tóm lại cho chúng ta về lịch sử cứu độ khi mà các ngôn sứ, các tiên tri cũng đã bị hành hạ, bị xử tử. Đến thời sau hết, ngay chính người con một của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô cũng lâm vào cảnh tương tự. Người giống như hòn đá đã bị loại bỏ rồi trở nên đá tảng góc tường. Đặt mình trong bối cảnh bài đọc hôm nay, chúng ta nhận ra mình là ai? Phải chăng chúng ta chính là những vườn nho của Chúa? Và chúng ta cũng chính là những tá điền được cất giữ vườn nho là chính bản thân của mỗi người chúng ta. Là vườn nho, chúng ta đã có lúc không xanh tươi màu mỡ, không xin hoa kết trái. Thế nên, chúng ta không đem lại lợi ích gì cho tha nhân, cũng như cho chính mình. Là tá điền, chúng ta cũng đã không biết thu hoa lợi cho chủ vườn thật sự là Thiên Chúa. Người đã thiết lập, đã canh tác, đã giữ gìn và chăm sóc và giao lại cho chúng ta. Thế mà chúng ta đã lầm tưởng rằng từ chính bản thân mình, chúng ta có thể làm chủ cuộc đời của mình, có thể làm những gì mà chúng ta muốn. Và tệ hơn nữa, chúng ta đã hành động đi ngược lại với đường lối của Thiên Chúa. Kết quả, tâm hồn của chúng ta trở nên khô cằn, trở nên sỏi đá và cỏ mọc um tùm. Đời sống chúng ta cũng chỉ còn là hơn thua, là chém giết, là đắm mình trong sự bất an. Những lúc như thế, chúng ta quên mất lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Đó là trong mọi hoàn cảnh, dù tươi tốt hay khô cằn, dù hạnh phúc hay bất an, hãy dâng lời cầu khẩn, chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Vì Chúa đã, đang và luôn ban cho chúng ta sự bình an, một sự bình an vượt trên sự hiểu biết của chúng ta. Những lúc như thế, chúng ta sẽ dần dà hiểu ra được thế nào là chân thật, là cao thượng, là chính trực, tinh tuyền. Chúng ta sẽ biết được những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt cùng với đức hạnh và đáng khen. Những điều đó cũng đâu có gì xa lạ, bởi lẽ những điều đó đến từ chính Thiên Chúa. Người chính là nguồn bình an thật sự khi chúng ta biết học hỏi, lặng nhận, lắng nghe và thi hành những gì chúng ta học biết được. Chính trong đời sống thực hành thánh ý đã đem lại cho chúng ta nguồn sống dồi dào như ruộng vườn xin nhiều hoa lợi. Đừng mong sao chúng ta luôn ý thức được mình chính là ruộng vườn và mình cũng chính là người canh tác. Và như thế, chúng ta sẽ luôn có nhiều hoa lợi mà dâng lên cho Chúa và cùng trao ban cho anh chị em xung quanh, cũng như chúng ta sẽ xin nhiều hoa lợi trong chính đời sống của mỗi người chúng ta. Amen.